Nước sông Lô hôm nay đã rút hết khỏi khu vực dân cư bên ngoài đê bối sông Lô. Hơn 100 hộ dân xã Đôn Nhân đang tập trung dọn dẹp nhà cửa, ổn định lại cuộc sống. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến hỗ trợ giúp các hộ dân bị ngập úng, dọn dẹp bùn đất, cọ rửa nhà cửa, dọn đường ngõ xóm. Sau khi nước rút, có 9 hộ dân trên địa bàn xã Đôn Nhân bị sạt lở công trình phụ, khu chăn nuôi. Các điểm sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng đến nhà ở của người dân. Chính quyền địa phương yêu cầu các hộ gia đình và lực lượng chức năng theo dõi tình hình, cần thiết sẽ di dời 9 hộ dân trên ra khỏi nơi sạt lở nguy hiểm.